Hoa đu đủ được ngâm mật ong là một biện pháp tự nhiên với nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp da. Bạn có thể áp dụng cả cho hoa đu đủ được tươi và hoa khô theo những cách dưới đây. 1. Hoa đu đủ được tươi ngâm mật ong. Nguyên liệu: 1 kg hoa tươi đu đủ được, 1 lít mật ong, bình thủy tinh. Cách thực hiện: A. Sơ chế hoa đu đủ được tươi, loại bỏ những cánh hoa héo, sâu và cắt bỏ cuống ra bằng kéo. B. Rửa sạch hoa và để ráo nước để tránh làm hỏng hoa. C. Rửa và trắng sạch bình thủy tinh với nước sôi, sau đó lau khô. D. Xếp một ít hoa đu đủ được vào đáy bình, sau đó đổ mật ong sao cho che phủ bề mặt hoa. E. Tiếp tục lớp hoa và mật ong xen kẽ đến khi hết nguyên liệu. F. Chèn que tre hoặc đũa tre phía trên mặt hũ để đảm bảo hoa luôn ngập trong mật ong. G. Đậy nắp bình và bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp. H. Ngâm hoa trong vòng 1 tháng trước khi sử dụng. Lưu ý, để tránh sản phẩm bị hư thối, hỏng, hãy đảm bảo rằng hoa đu đủ và bình thủy tinh đã khô hoàn toàn trước khi ngâm với mật ong. 2. Hoa đu đủ được khô ngâm mật ong. Nguyên liệu: 500g hoa khô đu đủ được, 1 lít mật ong, bình thủy tinh. Cách thực hiện: A. Rửa sạch hoa đu đủ khô và để ráo nước. B. Thực hiện các bước như ngâm với hoa đu đủ được tươi. C. Ngâm hoa trong khoảng 2-3 tháng, định kỳ lắc nhẹ bình để hỗ trợ quá trình hấp thụ. Hoa đu đủ được ngâm mật ong là một phương pháp tự nhiên hữu ích không chỉ làm đẹp da, mà còn giúp cải thiện sức khỏe toàn diện. Hãy thử áp dụng và trải nghiệm những lợi ích mà nó mang lại. Hoa đu đủ được ngâm mật ong là một phương pháp chăm sóc sức khỏe dân gian có nhiều ứng dụng hữu ích. Hãy cùng khám phá 9 tác dụng của bài thuốc này, cách làm và những điều cần lưu ý khi sử dụng qua bài viết sau đây. 1. Tác dụng của hoa đu đủ được ngâm mật ong. A. Hỗ trợ và cải thiện đường tiêu hóa. Hoa đu đủ được chứa nhiều vitamin A, C, E và folate, các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ đường ruột khỏi các tác nhân gây bệnh. Men papain trong hoa cũng kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm các vấn đề như đau dạ dày, viêm loét dạ dày, ợ chua, ợ nóng. B. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Các thành phần như steroid tyrosinoid, flavonoid và tannin trong hoa đu đủ được chứng minh có hiệu quả trong giảm đường huyết, đặc biệt ở bệnh nhân tiểu đường, thông qua việc thúc đẩy cân bằng sản xuất insulin trong cơ thể. C. Giúp ổn định huyết áp. Folate và chất chống oxy hóa trong hoa đu đủ được ngâm mật ong giúp bảo vệ thành mạch, ngăn mảng bám cholesterol, cải thiện lưu thông máu và ổn định huyết áp. D. Hỗ trợ giảm cân. Chất xơ và vitamin trong hoa đu đủ được giúp đốt cháy mỡ thừa, tăng chuyển hóa chất ở gan. Kết hợp với mật ong, cung cấp năng lượng và khoáng chất, giúp quá trình giảm cân hiệu quả. E. Ngăn ngừa các bệnh lý đường hô hấp. Hoa đu đủ được ngâm mật ong có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý đường hô hấp. Thành phần kháng viêm, kháng khuẩn giúp giảm sưng viêm, đau họng và ho. F. Ngăn ngừa đau tim, đột quỵ. Beta carotene trong hoa đu đủ được ngâm mật ong bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa cơn đau tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các bệnh lý về tim mạch. G. Phòng ngừa ung thư. Hoa đu đủ được và mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ức chế sự phát triển của tế bào ác tính và ngăn ngừa ung thư. H. Tăng cường hệ miễn dịch. Hoa đu đủ được ngâm mật ong cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng. Y. Làm đẹp da. Hoa đu đủ được ngâm mật ong có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, dưỡng ẩm, giảm mụn và cải thiện tình trạng da. Uống mật ong có tác dụng gì cho sức khỏe và làn da của bạn? Mật ong, một loại thực phẩm tự nhiên ngọt ngào và dinh dưỡng, không chỉ là một nguyên liệu thường thấy trong ẩm thực, mà còn được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da của con người. Vậy, uống mật ong có tác dụng gì? Hãy cùng Pharmacity khám phá hàng loạt công dụng đáng kinh ngạc đến từ loại thực phẩm này nhé! Thành phần dinh dưỡng có trong mật ong. Mật ong là một nguồn thực phẩm tự nhiên rất giàu dinh dưỡng và có nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Cụ thể như carbon hydrate, mật ong chứa hỗn hợp các loại đường như fructose, glucose và sucrose. Trong đó, fructose chiếm tỷ lệ cao nhất, 38,2%, tiếp đến là glucose, 31%, và sucrose chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Đây là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Vitamin, mật ong chứa các loại vitamin như vitamin B2, riboflavin, B3 niacin, B6 pyrit acine, B9 acid folic, vitamin C và một số vitamin khác. Chúng có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh hoạt của cơ thể, bao gồm cả quá trình chuyển hóa năng lượng và hệ thống miễn dịch. Khoáng chất, mật ong cung cấp các khoáng chất như phát pho, sắt, kẽm, canxi, magie và nhiều chất khoáng khác. Những khoáng chất này tham gia vào nhiều hoạt động trong cơ thể,
từ việc hỗ trợ cấu trúc xương răng đến việc duy trì hoạt động cơ bản của tế bào. Chất chống oxy hóa, mật ong chứa một số lượng nhỏ chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid và enzyme kháng viêm. Chúng có khả năng giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tổn thương do các gốc tự do gây ra. Chất béo lipid, mật ong không chứa chất béo, nhưng một số thực phẩm kết hợp với mật ong có thể làm tăng lượng chất béo trong khẩu phần ăn uống. Thành phần dinh dưỡng có trong mật ong. Uống mật ong có thể mang lại một số tác dụng có lợi cho sức khỏe, nhưng cần lưu ý rằng mật ong không nên được xem là một thực phẩm thay thế chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng mà việc uống mật ong có thể mang đến cho cơ thể của bạn. Uống mật ong giúp tăng sức đề kháng. Mật ong chứa các chất có khả năng kháng khuẩn và kháng virus, từ đó giúp ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn và virus vào cơ thể. Đặc biệt, nếu kết hợp tinh bột nghệ và mật ong sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn một cách mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, mật ong có chứa các chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn chặn sự tổn thương tế bào do gốc tự do. Vì thế, việc uống mật ong hàng ngày sẽ cung cấp thêm các hoạt chất có lợi này cho cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng của bạn. Giảm ho khan, ho có đờm bằng cách uống mật ong. Uống mật ong có tác dụng gì? Uống mật ong có thể làm giảm ho khan, ho có đờm nhờ vào các tính chất làm dịu và kháng viêm của nó. Dưới đây là một số cách mà uống mật ong có thể giúp giảm ho. Mật ong hấp lá hẹ, một cách trị ho phổ biến là hấp lá hẹ với mật ong. Lá hẹ sau khi được hấp chín với mật ong sẽ có tính kháng viêm và làm dịu họng, giúp giảm ho khan và ho có đờm. Mật ong quất, mật ong kết hợp với quả quất có tác dụng làm dịu và làm giảm ho. Đầu tiên, hãy hấp quả quất với lượng mật ong vừa ngập quả. Sau đó, bạn có thể uống trực tiếp nước hấp hoặc pha với nước ấm và dầm nát quả quất ra. Mật ong có tính kháng viêm, kháng khuẩn và làm dịu, cho nên nó có thể hỗ trợ trong việc giảm các triệu chứng ho. Tuy nhiên, mật ong không phải là thuốc ho và không thể thay thế chẩn đoán và điều trị từ bác sĩ. Nếu triệu chứng ho kéo dài hoặc trở nên trầm trọng hơn, bạn cần tham khảo ngay ý kiến chuyên gia y tế để tìm hiểu nguyên nhân và có cách điều trị phù hợp. Mật ong chứa enzyme glucose oxidase, giúp tạo ra hydrogen peroxide, một chất diệt khuẩn mạnh. Chất này có khả năng diệt khuẩn vi khuẩn H. pylori, một tác nhân chủ yếu gây viêm loét dạ dày. Việc tiêu diệt H. pylori có thể giúp giảm nguy cơ viêm loét và giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nghệ chứa nhiều curcumin, một chất có khả năng chống viêm mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa mật ong và curcumin trong nghệ có thể giúp giảm viêm và giảm đau do viêm loét dạ dày gây ra. Ngoài ra, chúng còn tạo ra lớp bảo vệ cho niêm mạc dạ dày, tránh khỏi các tác động gây tổn thương và viêm nhiễm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mật ong và nghệ không phù hợp với tất cả mọi người. Vậy, những ai không nên uống nghệ mật ong? Một số đối tượng không nên sử dụng nghệ mật ong, bao gồm những người chuẩn bị phẫu thuật, người dị ứng với các thành phần của mật ong và tinh bột nghệ, những đối tượng mắc các bệnh, sỏi thận, thiếu máu, sỏi mật và tắc nghẽn đường mật, phụ nữ đang mang thai và đang cho con bú, trẻ em dưới 1 tuổi, uống mật ong với chanh giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Uống chanh mật ong có tác dụng gì? Chúng ta biết rằng việc uống mật ong kết hợp với chanh có nhiều ích lợi đối với sức khỏe của con người, trong đó, tác dụng hỗ trợ giảm cân nổi trội hơn cả. Bởi vì những lý do sau đây, chanh chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa ung thư, làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể. Mật ong chứa các đặc tính kháng khuẩn, giúp tăng cường miễn dịch và sức đề kháng, đồng thời có khả năng chống viêm. Vì thế mà, sự kết hợp giữa mật ong và chanh có thể cải thiện quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn có một chế độ ăn uống và tập luyện lành mạnh, thì nước chanh mật ong này sẽ giúp bạn đốt lượng mỡ thừa nhanh hơn, từ đó tăng hiệu quả giảm cân. Uống mật ong pha nước ấm có thể giúp thanh lọc máu, giúp da trở nên tươi sáng và căng tràn sức sống hơn. Đồng thời, đặc tính kháng khuẩn của mật ong có thể giúp giảm viêm và ngăn chặn mụn xuất hiện. Bên cạnh việc uống mật ong với nước ấm, bạn cũng có thể thử tinh bột nghệ và mật ong. Sự kết hợp của chúng giúp đào thải độc tố khỏi cơ thể, bảo vệ chức năng gan và thận, giúp da sáng và sạch hơn từ bên trong. Tuy nhiên, uống mật ong có thể hỗ trợ làm đẹp da, nhưng không thể thay thế các biện pháp chăm sóc da từ bên ngoài. Để có kết quả tốt nhất, nên kết hợp việc uống mật ong với chế độ ăn uống lành mạnh và chăm sóc da hợp lý. Uống mật ong vào lúc nào tốt nhất? Uống mật ong có thể được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích về sức khỏe, bạn nên tham khảo các khoảng thời gian sau. Buổi sáng, uống mật ong vào buổi sáng có thể giúp cung cấp năng lượng, làm sạch dạ dày và đào thải độc tố khỏi cơ thể. Đây cũng là thời điểm tốt để tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ giảm cân. Buổi tối, mật ong chứa nhiều khoáng chất và vitamin tự nhiên, giúp tăng cường sức đề kháng. Uống mật ong vào buổi tối có thể kích thích tinh thần, giúp giảm mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng.
Trước khi ngủ, uống mật ong trước khi đi ngủ có thể giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ ngon và hạn chế tình trạng mất ngủ. Trước bữa ăn, uống mật ong trước bữa ăn 30 phút có thể giúp ức chế tiết axit dạ dày và giảm kích thích niêm mạc dạ dày, đặc biệt hữu ích cho người bị viêm loét dạ dày. Sau bữa ăn, uống mật ong sau bữa ăn 1 đến 2 giờ giúp tăng cường nhu động ruột, giảm thời gian đại tiện và giúp hạn chế tác động xấu khi bạn lỡ ăn quá nhiều trong bữa ăn. Hy vọng rằng những thông tin mà PharmaCity cung cấp trên đây đã giúp bạn giải đáp toàn bộ thắc mắc về câu hỏi uống mật ong có tác dụng gì. Để bảo vệ sức khỏe của chính bạn và gia đình bạn, hãy theo dõi chúng tôi để xem thêm những kiến thức hữu ích khác nhé. Nếu gan mắc bệnh, hai vị trí này sẽ phát ra cảnh báo đau. Ít người biết rằng, gan được gọi là cơ quan câm, vì không gây cảm giác đau tại chỗ khi có vấn đề giống như các bộ phận khác. Cũng vì vậy mà khó phát hiện gan mắc bệnh ở giai đoạn đầu. Giáo sư Giang Li Hua là bác sĩ chuyên khoa gan tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ông cho biết, gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể người, với nhiều vai trò quan trọng để duy trì sức khỏe con người. Nó đảm nhiệm cùng lúc cả chức năng nội tiết và ngoại tiết như chức năng chống độc, giải độc, chuyển hóa, dự trữ máu, glucid, vitamin và tạo mật. Tuy nhiên, cơ quan này lại rất dễ tổn thương và đáng lo nhất là tổn thương, hình thành bệnh tật trong âm thầm. Theo giáo sư Giang, có hai lý do khiến gan được coi là cơ quan câm. Đầu tiên là vì gan không gây cảm giác đau tại chỗ khi có vấn đề giống như các bộ phận khác. Bởi vì ở gan không có dây thần kinh cảm nhận đau, mà chỉ có một lớp nang giống như dây thần kinh, nên gan không có cảm giác đau rõ ràng, nhất là ở giai đoạn đầu bị tổn thương hay mắc bệnh. Thứ hai, gan hình thành bệnh tật trong im lặng bởi nó có khả năng tái tạo và dự trữ mạnh mẽ. Chỉ cần 1/3 tế bào gan hoạt động bình thường, thì sẽ rất khó phát hiện bất thường rõ ràng hay ảnh hưởng trực tiếp từ lá gan. Đến khi bệnh nặng, tổn thương quá lớn mới bùng phát những triệu chứng rõ ràng, cục bộ và tiến triển rất nhanh, dẫn tới khó kiểm soát. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể sớm phát hiện ra sự suy yếu, bệnh tật của gan nhờ việc thăm khám kịp thời khi thấy các dấu hiệu bất thường từ các bộ phận khác, bao gồm cả cơn đau. Vì vậy, ông nhắc nhở tất cả chúng ta nên cẩn trọng với cảm giác đau rất có thể là cảnh báo tình trạng gan ở hai vị trí sau đây. 1. Đau vai phải. Rất nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng bệnh gan không gây ra cơn đau gan tại chỗ, nhưng lại được phát hiện nhờ triệu chứng đau vai. Ngoài ra, cơn đau vai bất thường còn có thể là dấu hiệu cảnh báo của rất nhiều bệnh tật khác không liên quan tới xương cơ khớp đơn thuần, như ung thư phổi, bệnh tim mạch. Đó là điều giáo sư Giang cảnh báo. Về lý do, ông giải thích, giữa gan và vai có các dây thần kinh kết nối nên một số bệnh về gan, nhất là khối u ác tính có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh này, gây ra cơn đau vai. Đặc điểm của cơn đau vai do bệnh gan thường không đều, và có thể kèm theo cứng khớp và sưng tấy. Cơn đau cũng rõ ràng hơn khi bạn vận động gắng sức, uống nhiều bia rượu do lúc này gan đã tổn thương phải làm việc quá sức. Cơn đau vai kiểu này cũng thường chỉ ở một bên vai phải, đau âm ỉ và không thuyên giảm khi bạn cố tác động bằng biện pháp tác động tới cơ và xương, xoa bóp, dùng dầu trên cao rán nóng. 2. Đau ở hạ sườn bên phải. Lý do là gan nằm ở hạ sườn phải nên bệnh gan có thể gây đau ở vùng này. Mặc dù chúng không quá rõ ràng, nhưng cũng là dấu hiệu quan trọng cảnh báo sớm các bệnh về gan. Giáo sư Giang nhắc lại, như đã nói, gan không có dây thần kinh cảm nhận đau, nên sẽ không gây ra cơn đau tại chỗ ở giai đoạn đầu, và thậm chí là giai đoạn giữa của nhiều bệnh về gan. Chỉ cảm thấy đau ở vùng gan khi đã có sự thay đổi kích thước gan, do các mô xung quanh và màng ngoài của gan đã có sự tăng kích thước bất thường, giống như sự sưng phù. Đặc điểm nhận biết là cơn đau xảy ra ở vùng hạ sườn phải. Nhưng người bệnh có cảm giác không định vị chính xác được điểm đau, mà chỉ thấy đau theo vùng. Cơn đau thường không đều và có thể trầm trọng hơn khi gắng sức, thay đổi tâm trạng hoặc uống rượu. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đau ở vùng này, đặc biệt là kèm theo buồn nôn, nôn, chán ăn và các triệu chứng khác thì nên đi khám gan càng sớm càng tốt. Bên cạnh những cơn đau, giáo sư Giang cho biết còn có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan, bệnh gan rải rác trên cơ thể khác. Trong đó, có nhiều dấu hiệu dễ bị xem nhẹ hoặc nhầm lẫn. Cần chú trọng nhất là vàng da, vàng mắt, da mặt thâm đen, ngứa ngáy hoặc trên và nổi mề đay trên da, nhất là ban đỏ lòng bàn tay, nốt ruồi nhện, mệt mỏi và chán ăn trên nôn mửa, sụt cân bất thường, hơi thở hôi khác lạ, nước tiểu sẫm màu. Còn khi nói về cách để bảo vệ gan, phòng ngừa bệnh gan thì ông nhấn mạnh việc thay đổi lối sống. Cụ thể là duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục vừa phải và ngủ đủ giấc. Tránh lạm dụng rượu và ma túy vì những yếu tố này có thể gây tổn thương gan. Cần tiến hành khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh gan do đây là cơ quan câm. Đặc biệt, nếu bạn có tiền sử gia đình hoặc có vấn đề sức khỏe lâu năm, hãy trao đổi với bác sĩ để được tư vấn thêm về cách bảo vệ gan. 11 bí quyết sống thọ và khỏe mạnh của người Nhật Bản.
Theo số liệu thống kê năm 2022 của Ủy ban Dân số Liên Hợp Quốc, Nhật Bản là nước có tuổi thọ trung bình lớn nhất trên thế giới với trung bình khoảng 85 tuổi. Vậy, bí quyết sống thọ của người Nhật là gì để có con số ấn tượng như vậy? Cùng IA tìm hiểu ngay sau đây. Chế độ ăn uống sạch, đầy đủ chất dinh dưỡng, bí quyết sống thọ của người Nhật chẳng ở đâu xa, đó chính là ăn uống hợp lý và điều độ. Người Nhật có chế độ ăn uống hàng ngày rất cân bằng với nhiều loại thực phẩm như các loại ngũ cốc nguyên cám, rau và trái cây tươi, đạm từ, thịt nạc, cá giàu omega, da cầm, trứng, các loại hạt và các sản phẩm từ sữa, uống đủ nước. Tất cả những thực phẩm kể trên đều chứa ít chất béo bão hòa và đường. Bên cạnh đó, chúng còn giàu vitamin và khoáng chất giúp giảm nguy cơ mắc hai bệnh nguy hiểm là ung thư và bệnh tim. Chế độ ăn uống lành mạnh của người Nhật giúp họ có tỷ lệ béo phì thấp, đến mức ấn tượng. Cụ thể, chỉ 4,3% người Nhật mắc béo phì, so với Đức là 22,3%, với Mỹ là 36,2%. Chế độ ăn của người Nhật là minh chứng cho câu nói nổi tiếng vào thế kỷ 5 của bác sĩ người Hy Lạp Hippocrates. Tập thể dục thường xuyên. Siêng năng tập thể dục là bí quyết thứ hai của người Nhật để kéo dài tuổi thọ. Hoạt động này sẽ giúp tim và phổi hoạt động khỏe mạnh, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và đồng thời loại bỏ sự căng thẳng. Theo nghiên cứu cho thấy, việc chăm chỉ đi bộ đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch nguyên phát và thứ phát. Tim mạch có khả năng gây tử vong cao trong cộng đồng, đây là bệnh rất dễ mắc khi về già. Còn đối với tiến sĩ Mao Xingni, tác giả cuốn sách Bí mật trường thọ, trăm cách để sống trăm tuổi đã viết rằng, những người sống lâu hơn 100 tuổi có thói quen đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày. Giảm stress. Giảm stress là một ưu tiên trong bí quyết sống thọ của người Nhật. Bởi vì, tình trạng stress lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số bệnh có thể kể đến như bệnh tim, béo phì, huyết áp cao và trầm cảm. Trong cuộc sống bộn bề ngày nay, stress là không thể tránh khỏi. Thậm chí chúng được coi là một phần trong cuộc sống. Vì thế, bạn hãy thử những điều sau để có thể tự giảm stress cho bản thân nhé. Tập thiền, đây là liệu pháp tuyệt vời giúp bạn đánh lạc hướng bản thân khỏi sự căng thẳng. Tập hít thở sâu, giúp giảm kích thích hệ thống thần kinh giao cảm, giúp bạn bình tĩnh hơn. Tập thể dục, theo nghiên cứu, tập thể dục đã được chứng minh cải thiện các triệu chứng của các tình trạng sức khỏe tâm thần phổ biến, như trầm cảm và lo âu. Chế độ dinh dưỡng tốt, căng thẳng có thể khiến cơ thể cạn kiệt một số vitamin như A, B, C, E. Bổ sung lại đầy đủ dưỡng chất trên sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe hơn, cả về thể chất cũng như tinh thần. Kiểm soát lại các mối quan hệ trong xã hội. Có một hoặc nhiều người bạn tâm giao để có thể chia sẻ, giải tỏa những buồn vui trong cuộc sống. Bổ sung các dưỡng chất chống oxy hóa. Theo nghiên cứu, các tổn thương do gốc tự do là yếu tố góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, như bệnh tim mạch và viêm nhiễm, đục thủy tinh thể và ung thư. Do đó, bổ sung chất chống oxy hóa hàng ngày giúp ngăn ngừa tổn thương mô, do các gốc tự do gây ra bằng cách ngăn chặn sự hình thành, hoặc loại bỏ chúng bằng cách thúc đẩy quá trình phân hủy của các gốc tự do. Trong bữa cơm hàng ngày, bạn nên bổ sung các loại thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa như vitamin A, vitamin C và vitamin E để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do nhé. Một nghiên cứu khác ở Ý phát hiện ra rằng, những người sống qua 100 tuổi có hàm lượng vitamin A và E rất cao trong cơ thể. Do đó, việc bổ sung đầy đủ các chất oxy hóa cho cơ thể hàng ngày là chìa khóa giúp bạn có một cuộc sống khỏe mạnh trăm tuổi. Rèn luyện não bộ thường xuyên. Một bí quyết sống thọ của người Nhật khác đó là giữ bộ óc minh mẫn. Họ luôn rèn luyện trí não của bản thân, điều này giúp ngăn chặn sự thoái hóa của cơ quan cực kỳ quan trọng này. Bạn có thể rèn luyện trí não của mình một cách thoải mái và vô cùng giải trí với các trò chơi trí tuệ như cờ vua, cờ tướng, sudoku. Bên cạnh đó, học thêm một ngôn ngữ mới hoặc biết sử dụng thêm một loại nhạc cụ cũng là lựa chọn tốt để rèn luyện trí não của bạn. Bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh. Bệnh tim mạch được coi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Ước tính cướp đi sinh mạng của 17,9 triệu người mỗi năm, theo số liệu của WHO. Bệnh tim mạch là một nhóm các rối loạn về tim và mạch máu, bao gồm bệnh động mạch vành, bệnh mạch máu não, bệnh thấp tim và các tình trạng khác. Tuy tim mạch rất nguy hiểm nhưng chúng hoàn toàn có thể ngăn ngừa được. Bạn có thể phòng tránh nguy cơ mắc bệnh bằng duy trì chế độ ăn bổ dưỡng, tập thể dục thường xuyên. Đồng thời, bạn cần hạn chế hoặc bỏ những thói quen xấu như hút thuốc lá, ăn đồ chế biến sẵn, sử dụng đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ. Tắm nắng mỗi ngày. Theo một kết luận của nghiên cứu về tuổi thọ của con người khi phơi nắng mặt trời cho thấy, trong số gần 30.000 phụ nữ, mỗi người được theo dõi trong khoảng 20 năm, những người dành nhiều thời gian phơi nắng sống lâu hơn. Họ ít mắc bệnh tim và ít tử vong do ung thư hơn so với những người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Điều này là do mặt trời giúp tổng hợp vitamin D trên da, giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh hơn. Ngoài ra,
Vitamin D còn giúp hỗ trợ ngăn chặn bệnh loãng xương và các bệnh từ xương khác. Tuy nhiên, trong ánh nắng mặt trời có tia UV, đây là tác nhân gây lão hóa nhanh, thậm chí gây bệnh ung thư da. Do đó, khi tắm nắng, bạn nên nhớ thoa kem chống nắng cho da mặt và body nhé. Tăng cường hệ miễn dịch. Khi già đi, hệ thống miễn dịch sẽ kém dần, khiến cơ thể dễ yếu đi và mắc nhiều bệnh tật hơn. Do đó, để có cuộc sống lâu dài với hệ miễn dịch khỏe mạnh, bạn hãy bổ sung vào chế độ ăn uống của mình những thực phẩm giàu vitamin C và kẽm nhé. Những thực phẩm giàu vitamin C như ớt chuông đỏ, kiwi, bông cải xanh súp lơ xanh, cà chua, dâu tây. Một số loại thực phẩm giàu kẽm như hàu, các loại hạt, sữa, trứng, thịt đỏ. Bên cạnh đó, vitamin C và kẽm là hai chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa ung thư rất tốt. Tham gia các hoạt động xã hội. Có thể hơi khó tin, nhưng một trong những bí quyết sống thọ của người Nhật là siêng năng đi tình nguyện. Khi đến Nhật, bạn sẽ thấy rất nhiều người dân bản địa ở đây làm những việc công ích cho cộng đồng. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những người tham gia tình nguyện có thể sống lâu hơn so với người chưa đi tình nguyện bao giờ. Những người thường xuyên đi thiện nguyện có tỷ lệ tử vong thấp hơn, đồng thời cải thiện khả năng làm việc cao hơn và nguy cơ mắc bệnh trầm cảm tuổi già thấp hơn so với những người không tham gia tình nguyện. Chơi với thú cưng. Theo một nghiên cứu chỉ ra rằng, sở hữu một chú chó có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc tim mạch. Có một người bạn bốn chân sẽ giúp người chủ nhân có mức huyết áp thấp hơn, cải thiện tình hình lipid trong máu và giảm stress. Cũng trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã kết luận rằng, sở hữu chó giúp bạn giảm nguy cơ tử vong trong dài hạn. Điều này có thể là do bạn đã hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn. Do đó, nếu bạn mong muốn có một cuộc sống healthy và trường thọ, thì nuôi một chú cún con đáng yêu để bầu bạn là lựa chọn không tồi chút nào. Hãy cười thật nhiều, hãy nhớ rằng, một nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Cười giúp sản sinh chất endorphin làm tâm trạng sảng khoái hơn, giải tỏa những khó khăn trong tâm trí. Một lần bạn cười sảng khoái sẽ có tác dụng rất tốt cho phổi, hệ miễn dịch và thậm chí còn đốt cháy một ít calo cho bạn. Giảm căng thẳng cũng giúp bạn cải thiện được chức năng hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, nó còn giúp điều chỉnh lượng đường huyết, đồng thời giảm huyết áp, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Do đó, bạn hãy dành ra mỗi ngày ít phút để đọc vài mẩu truyện cười, hoặc xem các chương trình hài nhé. Những trận cười sảng khoái sẽ giúp bạn yêu đời hơn và có tâm trạng tốt hơn trong cuộc sống. Trên đây là 11 bí quyết sống thọ và khỏe mạnh của người Nhật Bản, giúp họ trở thành một trong những người sống lâu nhất thế giới. Hy vọng sau bài viết này, bạn cũng sẽ có được những kiến thức cần thiết để sống lành mạnh hơn nhé. Đàn ông có ba bộ phận này ấm nóng sinh lực dồi dào, anh nào có cả ba thì vợ hạnh phúc, sung sướng. Y kinh nghiệm cho thấy, đàn ông với ba bộ phận này sở hữu ấm nóng chứng tỏ thận khỏe, sinh lực dồi dào. Anh nào có cả ba thì vợ hạnh phúc, đàn ông rất coi trọng thận và luôn nỗ lực duy trì chức năng thận mạnh mẽ, không chỉ để sức khỏe tốt hơn mà còn để tăng cường sự quyến rũ của đàn ông và làm cho đời sống tình dục thăng hoa hơn. Kinh nghiệm cho thấy, đàn ông với ba bộ phận này sở vợ ấm nóng chứng tỏ thận khỏe, sinh lực dồi dào. Anh nào có cả ba thì vợ hạnh phúc. Huyết áp một quỵ, eo ấm tăng cao, thận nằm ở hai bên thắt lưng của nam giới. Nếu nam giới cả đời với thể bảo vệ thận đúng cách thì công năng của thận sẽ rất mạnh, thận khí trong thân thể cũng rất đầy đủ, với thể xúc tiến khí huyết lưu thông trong thân thể, nhất là vùng thắt lưng. Vì vậy, những người đàn ông nếu sờ vào eo thấy ấm nóng và không có cảm giác đau lưng, chứng tỏ thận của họ rất khỏe. Trong khi đó, bàn chân ấm, bàn chân được mệnh danh là trái tim thứ hai của thân thể, chủ yếu là do lòng bàn chân, với khu vực phản ánh kinh mạch tạng phủ của hầu hết những cơ quan trong thân thể. Lòng bàn chân cách xa tim của chúng ta, nên một lúc khí huyết không lưu thông được mịn màng, đôi chân của chúng ta với thể trở nên lạnh hơn. Nếu nam giới mắc chứng thận hư rất nặng sẽ tác động nghiêm trọng tới quá trình lưu thông khí huyết của thân thể, lòng bàn chân sẽ bị lạnh rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu chức năng thận tương đối mạnh thì khí huyết trong thân thể sẽ lưu thông đầy đủ hơn, hiệu suất trao đổi chất sẽ cao hơn, bàn chân sẽ ấm hơn, cho dù trong mùa đông lạnh giá, bàn chân vẫn không bị lạnh lắm. Ba, đầu gối ấm. Nam giới một lúc bị thận hư vô chỉ với triệu chứng đau lưng, mà đầu gối còn với cảm giác lạnh yếu, vận động một tẹo sẽ xuất hiện cơn đau ở đầu gối. Nếu thân thể khỏe mạnh, máu lưu thông trong thân thể sẽ rất đầy đủ, với thể nuôi dưỡng xương và cơ tốt hơn, thận cũng khỏe hơn, do đó đầu gối sẽ không bị đau nhiều sau lúc vận động vất vả. Nếu sờ vào đầu gối thấy đầu gối vừa ấm vừa nóng tức là thận được dưỡng tốt. Thực phẩm giúp bổ thận cho nam giới: tỏi tươi với đặc tính chống viêm mạnh và giảm cholesterol, làm nó trở thành một
trong những lựa chọn tốt nhất cho chế độ ăn uống, bồi dưỡng cho thận. Tỏi cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, vậy chứng tỏ tiêu thụ thường xuyên cũng giúp chống ung thư. Cải xoăn, những loại rau họ cải như bông cải xanh và súp lơ trắng rất giàu chất xơ, vitamin C và vitamin K và những chất dinh dưỡng khác có lợi cho chức năng thận. Hơn nữa, những loại rau này chứa lượng kali tương đối thấp nên với thể giúp bảo vệ thận. Trong đó, cải xoăn với hàm lượng sắt cao nhất, đồng thời cũng giàu caroten và canxi, với tác dụng bảo vệ thận tốt nhất. Lòng trắng trứng rất giàu vitamin thiết yếu và những nhân tố vi lượng giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Lòng trắng trứng chứa nhiều protein, ít kali và phốt pho, nhiều chất sắt giúp thận duy trì ở trạng thái tốt nhất. Dầu ô liu. Những nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc bệnh tim, ung thư và bệnh thận thấp hơn đáng kể ở những khu vực sử dụng dầu ô liu thay vì bơ và những loại dầu ăn khác. Dầu ô liu rất giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại những gốc tự do gây hại cho thân thể và giảm viêm nhiễm trong động mạch. Quả táo. Táo chứa nhiều hợp chất giúp chống viêm và tương đối ít kali, làm chúng trở thành món ăn nhẹ lý tưởng để bảo vệ thận của bạn. Đàn ông có ba bộ phận này ấm nóng sinh lực dồi dào. Anh nào có cả ba thì vợ hạnh phúc, sung sướng. Y kinh nghiệm cho thấy đàn ông với ba bộ phận này sờ vào ấm nóng chứng tỏ thận khỏe, sinh lực dồi dào. Anh nào có cả ba thì vợ hạnh phúc. Đàn ông rất coi trọng thận và luôn nỗ lực duy trì chức năng thận mạnh mẽ, không chỉ để sức khỏe tốt hơn mà còn để tăng cường sự quyến rũ của đàn ông và làm cho đời sống tình dục thăng hoa hơn. Kinh nghiệm cho thấy đàn ông với ba bộ phận này sờ vào ấm nóng chứng tỏ thận khỏe, sinh lực dồi dào. Anh nào có cả ba thì vợ hạnh phúc. Một, eo ấm. Thận nằm ở hai bên thắt lưng của nam giới. Nếu nam giới cả đời với thể bảo vệ thận đúng cách, thì công năng của thận sẽ rất mạnh, thận khí trong thân thể cũng rất đầy đủ, với thể xúc tiến khí huyết lưu thông trong thân thể, nhất là vùng thắt lưng. Vì vậy, những người đàn ông nếu sờ vào eo thấy ấm nóng và không có cảm giác đau lưng, chứng tỏ thận của họ rất khỏe. Hai, bàn chân ấm. Bàn chân được mệnh danh là trái tim thứ hai của thân thể, chủ yếu là do lòng bàn chân, với khu vực phản ánh kinh mạch tạng phủ của hầu hết những cơ quan trong thân thể. Lòng bàn chân cách xa tim của chúng ta, nên một lúc khí huyết không lưu thông được mịn màng, đôi chân của chúng ta với thể trở nên lạnh hơn. Nếu nam giới mắc chứng thận hư rất nặng sẽ tác động nghiêm trọng tới quá trình lưu thông khí huyết của thân thể, lòng bàn chân sẽ bị lạnh rất nghiêm trọng.